Tình này anh trao người mời mãi, dẫu thời gian trôi không úa phai. Đây, nay hôm nay là chủ nhật ý, nên là chúng ta sẽ đi chơi chơi đi. Cái gì cập nhật sự kiện đây? À, cái này là 12 giờ ấy, tức là kiểu nó hoãn sự kiện rồi. Đây, nay chúng ta sẽ đi xem những người chơi hay đấu bài nhá. Thì chủ nhật nên là khả năng ý sẽ có nhiều trận hay, bởi vì chủ nhật nhiều người nghỉ. Trước hết là trận cái gì VNG ý. Thì đây xem bài của hai đối thủ trước nhá. DMVNG thì là chơi Lika. Lika chắc là nó có hai loại, một là Lika counter, hai là hình như có siêu Lika, khả năng cao là có siêu Lika. Cái này có siêu siêu Bắc Âu này, có linh linh 4 này, có không có siêu Lika rồi, khả năng là không có siêu Lika nhá. Cái này chỉ là những cái con khá là bình thường của Lika thôi. Bộ bài thêm khá là ghê gớm. Tiếp theo đối thủ sẽ là thần rồng. Thần rồng thì đương nhiên là chơi rồng rồi. Thì nếu mà Lika đi trước ý, thì khả năng sẽ có lợi thế hơn nhá. Và bài như này này thì khá là tuyệt vời nhá, bởi vì có con xương rồng này rồi. Nên là khả năng cái trận này ý, tỷ lệ thắng của VNG rất là cao. Nếu mà không thắng nữa là do xui. Đây nhá, Linh 3 này. Bây giờ rút bài combo hành lang. Cái này có thể win luôn ý. Nếu mà chơi Lika hay ý, đi trước là có thể win luôn luôn. Không không cần biết đối thủ là ai, có thể win win luôn luôn nhá. Trừ khi gặp cái con siêu Lika thì khó thôi. Nếu mà chắc là thần rồng sẽ không có siêu Lika. Cái này combo Lika ấy thì người ta sẽ nên là có hai dạng, một là dạng đi trước win luôn, hai là dạng đi trước counter. Cái này thì giống counter rồi nhá, có cái con này này, quái roi hoa hồng, con này là counter, thêm con xương rồng này nữa cũng counter. Cái này thì Lika bài không rõ là xấu hay đẹp, nhưng mà lên bài rất là bình thường nhá, chỉ có hai con này counter thôi. Con này là counter như nào, là khi có mặt ý đối thủ chỉ được dùng phép bẫy một lần. Còn con xương rồng này này khi có mặt thì không thể chịu ổ đặc biệt, đối thủ không thể chịu ổ đặc biệt ấy. Vì thế hai con này gọi là counter của Lika. Nhưng mà cái thế counter này rất là bình thường ấy, nó chỉ có hai con này, chưa có effect bảo kê, chưa có gì, nên là khả năng thần rồng lật vẫn được. Thần rồng thì trên tay có gì? Trên tay thần rồng thì bây giờ rất là khó lật rồi. Có trên tay thì có rút bài thẻ nổ, cái lá này chưa cần thiết này, có giai điệu rồng và nhịp điệu rồng thức tỉnh. Cái lá này nếu mà có rồng hai đầu ấy thì có thể lật được. Nếu mà có rồng hai đầu bốc rồng nên đẩy về, nhưng mà cũng chưa chưa biết được, xem có gì nhá. Có linh búp bê này, linh búp bê là đẩy con linh, ô vô lý nhở, linh búp bê thì không đẩy hai con counter này đi. Linh búp bê lại đẩy hai con, đẩy cái con linh aroma. Nếu mà đẩy hai con counter này này thì nó sẽ đơn giản hơn ý, bởi vì hai con này là effect cấm rồi. Thần rồng sẽ làm gì? Ra căn lượng đấy. Ê, chịu luôn đấy. Dùng linh búp bê thì đẩy đẩy con này về đi, xong khả năng thần rồng ấy sẽ có con rồng hai đầu, xong dùng nhịp điệu rồng lấy con rồng hai đầu là được rồi đúng không? Nhưng mà không, pha này lại đẩy cái con linh ba linh hai a nhầm linh hai aroma làm gì không biết. Nên là pha này thần rồng sẽ còn con da căn lượng và trên tay không có hand trap, khả năng là đi rồi. Còn đến lượt của Rika của VNG game, VNG thì bây giờ lấy bài nên đấm đấm các thứ nó cháy lắm các bạn. Khả năng ô nhưng mà bình tĩnh nhá. Khả năng VNG game ý không thể phá được da căn lượng đâu, bởi vì là nếu mà không nhầm ý, hình như là Rika nó sẽ không có effect là bắt da căn lượng về. Cái này phải tùy nhá. Nếu mà cái pha này có khi thần rồng vẫn chưa thua nhá. Mình nhớ không nhầm thì Rika chắc là nó không có effect đâu, nếu mà có thì nó có nhiều effect quá ấy. Chắc là bọn Rika này này nó sẽ không có effect là bắt con da căn lượng đâu, nên là khả năng để con da căn lượng vẫn vẫn sống được ấy. Có khi da căn lượng gánh team nhá. Từ từ pha này bình tĩnh nào. Cái pha này thì vẫn đây, con da căn lượng chết đi nhá, khả năng không có effect bắt đâu. Ui dù trận này ra căn đội gánh team à. Kia. Mặc dù Lika nhá, combo bài rất là mạnh các thứ ấy, nhưng mà vẫn không thể đánh được ra căn lượng. Đến lượt của thần rồng. Thần rồng thì bây giờ có trứng ra. Trứng ra nhưng mà pha này không dùng được trứng các bạn. Trứng thì phải có ba con quái thì mới dùng được trứng này. Pha này chắc là thần rồng sẽ bẻ cổ. Thằng này nó hack game rồi. Bình thường trứng ra ấy phải là có ba quái thì mới hiến tế được. Nhưng mà pha này có hai quái vẫn hiến tế được thì chắc là do, một là do mình nhìn nhầm, hai là do hack game, ba là do tình bạn. Đây thì bây giờ bắt đầu thần rồng combo nhá, sẽ lấy bài này. Có làm được không mình nhỉ? Chắc là pha này sẽ win được các bạn. Pha này chắc là win được nhưng 30k LP ấy. Cái trận trước thì nên con hai đầu thì không nên, nhưng mà 30k LP thì nó cũng rất là khó các bạn. Khả năng trận này thần rồng vẫn chưa win được, nhưng mà thần rồng lại có con da căn lượng trong mộ nên là cũng không sợ Lika cho lắm. Ở siêu thần sấm nên nên Odin này. Odin chắc là đấm trực tiếp điểm gốc ạ. Cái pha này đấm trực tiếp điểm gốc rồi. Bởi vì Odin ý, nó bắt con linh táo thế thế tấn công. Đấy, nó sẽ đấm vào điểm gốc này. Nhưng mà vẫn chưa win được. Vậy. Hình như là do kỹ năng người chơi chứ.
Sẽ đánh đánh mấy mấy lượt rồi mà Lika với rồng vẫn chưa chưa phân thắng bại được nhá. Con này sẽ gọi con này về, con này thì đấm đấm trực tiếp điểm gốc này. Đấm thì xong, bây giờ sẽ lên cái con này thì chắc là siêu long vương. Bây giờ chỉ có siêu long vương thì mới ăn siêu long vương đấm này. Xong bây giờ kích búp đam siêu long vương này, đấm một phát nữa này. Đấm phát nữa này, siêu long vương tấn công được 3 lần nhá. Đấm phát nữa này, còn 300 máu. Thì bây giờ ok. Trận này là trận này siêu long vương cánh còng lưng, bởi vì là ăn trứng ấy, ăn trứng xong Odin nó quay cả trứng luôn à. Ô bá nhờ, Odin nó xích cả trứng thần ra luôn. Trận này Rika chắc là không biết chơi của các bạn, bởi vì nếu mà Rika chơi chơi ổn hơn ý, thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều ấy. Cái Rika này nhỏ rồi, Rika không ăn được da can lượng, mèo lười nhập hồn rồi, hết cứu xe nữa, hết cứu. Chắc là xem thử trận Zodiac. Cái này là đây nhá, xem phân tích đã nhỉ. Đẹp trai có gì sai ý, thì là chơi xe nữa. Còn bên kia là Zodiac chơi thánh kỵ. Nếu mà kèo này thì bây giờ khả năng là thánh kỵ sẽ đối hơn, khả năng thánh kỵ sẽ đối hơn. Nhưng mà thánh kỵ nó có con mắt lạ cấp cao thì khả năng là trận này xem nửa thua nhá. Mình đoán khoảng 80% trận này xem nửa thua, bởi vì con mắt lạ ấy, con mắt lạ khi nó nhảy vào con xem nửa là xem nửa chết luôn đây nhá. Cụ xem nửa đam to ấy, đam to xong combo mắt lạ là đi. Bây giờ này gọi con mo được, xong bây giờ là mắt lạ ở đấy nó trừ mất 3k máu, 5k máu chứ. Xong bây giờ ăn phản đòn này, vô hiệu được phản đòn nhá, đấm một phát thì bây giờ vẫn chưa win này, vẫn chưa win nhá. Nhưng mà khả năng cái trận này xem nửa này win này, bởi vì là bây giờ xem nửa nhưng mà xem nửa này hết bài rồi. Xe nửa này combo nhỏ quá. Thánh kỵ này cũng nhỏ, thánh kỵ này combo cũng Sida, nhưng mà xe nửa này combo còn Sida hơn cả thánh kỵ, nên là bây giờ cũng chưa biết. Đây cái pha này thì nên con này thủ sân thôi, nó cũng chưa làm được gì. Cái lá từ trường ấy thì sẽ búp cho tường quái, nhưng mà xe nửa này chịu thua rồi. Đẹp trai có gì sai, cái này là chưa 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 thuần xe nửa ấy. Nếu mà xe nửa chơi thì người ta sẽ có bài thủ sân các thứ cơ. Tiếp theo là Zodiac với lại mèo lười chơi nhập hồn này, ok nhé. Đây nhập hồn và thánh kỵ, phải xưởng thánh kỵ chơi lỏ như vậy win được xe nửa, chẳng nhẽ lại win được cả nhập hồn nữa. Nhập hồn này đi trước thì bài đẹp rồi nhá, bài thì có hũ tham vọng là đẹp rồi, có sách ma cũng đẹp rồi, có nhí nhập hồn cũng đẹp rồi nhá. Còn thánh kỵ, còn bên thánh kỵ thì sẽ có token này, có bẫy này, có con cũng thánh kỵ cũng đẹp. Thánh kỵ thật ra là chỉ có tiên tri Merlin là được rồi, thánh kỵ combo chỉ cần tiên tri Merlin. Còn bên nhập hồn thì chắc là nhập hồn sẽ cửa trên, bởi vì còn được đi trước cơ. Vãi xưởng combo gì đây. Nhập hồn nó còn được đi trước nữa thì chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn rồi, nhưng mà khả năng là không có tham các bạn, đúng không? Ok combo nhìn rõ nhỉ, nên được hai mid rat này, có được hai mid rat rồi à? Nhìn Sida nhỉ, cái pha này mà combo được có hai mid rat thì là tệ đấy. Cái này nhập hồn tệ nha các bạn, thường thì nhập hồn nó mà có hũ này này thì nó combo được nhiều bài lắm, nhưng mà cái pha này chỉ combo được hai mid rat và môi trường có hai chỉ thị thì nó khá là đuối nhá. Tiếp đó đến thánh kỵ, thánh kỵ thì bây giờ sẽ ném token. Khi ném token ấy thì cái con nhập hồn Midras, con này tên là Midras đúng không? Có một con khác là tên là nhập hồn Midras ấy thì nó sẽ bị vô hiệu effect. Nếu mà token gặp nhập hồn Midras thì nhập hồn Midras sẽ mất effect cấm triệu hồi. Còn nếu mà gặp Midras thì không sao. Đây là nói thêm. Cái này thì nếu mà pha này theo mình ấy thì thánh kỵ sẽ lên tiên tri xong đấm vào con này. Xong nhưng mà đấm không được đâu, bởi vì là con này nó bị sẽ bị giảm đam này. Nhưng mà cái pha này từ từ nhá, pha này chắc là gọi mo ra. Nhưng mà nếu mà gọi bài ấy, thì nó sẽ bị giới hạn. Nên là pha này thánh kỵ cũng khó win đấy. Gọi tiên tri nhá, tiên tri thì đấm vào con này cũng chưa giải quyết được vấn đề gì. Gọi cái con thánh kỵ này ra thì nó đấm chết được một con này thôi, đấm chết được một con nhá, vẫn bị cấm triệu hồi. Pha này thì nhập hồn chắc là thắng rồi, nhưng mà không ăn cái lá hầm bẫy nhập hồn lại đang suất à. Đẩy được cái không không phá được cái thanh này nhá, thanh này thì phải phá hai lần này. Cái pha này chắc là nên cái con nói chung là để mà đánh 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 thánh kỵ nhập hồn nó có nhiều cách, mà trận này nhập hồn mà thua được thì đúng là game nhái nhá. Thua không. Đấy, cái trận này mà thua là game nhái này. Cái thế này nhá, nhập hồn có một con này là có 3 tường rồi này, có 3 tường và nó có khoảng bao nhiêu đam nhỉ, và nó có khoảng 2k 6 đam nhá. Muốn giết con này phải có một con có 2k 6 đam thì mới giết được nhá. Pha này rút được phản đòn này, rút được phản đòn tiên tri thì sẽ lên cái con thánh vương. Thánh vương thì chỉ có 1k1, 2k1 đam, chưa giết được con này. Tính ra cái pha này nên cái con vua ma kỵ nhỉ. Cái pha này nên vua ma kỵ là giết được con này rồi, nhưng mà bạn này không nên à, chịu ấy. Mấy thằng này combo nó nọ hơn cả mình suy nghĩ cơ. Cái pha này thì chắc là ấy thôi, sẽ thua thôi, thánh kỵ sẽ thua thôi, bởi vì bây giờ nhập hồn nó đấm đất chết rồi, nó dung hợp như vậy chắc là thắng rồi. Thánh kỵ pha này nhiều khi đánh được ấy. Nếu mà kiểu chơi thuận chơi hay thánh kỵ nhiều khi trận này vẫn thắng được, nhưng mà trận này thật tệ quá. Để xem còn trận nào hay hay không nhỉ. Mấy mấy đứa này chơi tệ quá, sẽ nó tệ hơn cả mình đã chơi gà rồi, chúng nó chơi gà hơn mình.
Chim mồi mãi mới được top 2. Olin, nụ chó chơi dơ, chia sẻ trận đấu hấp dẫn. À, xem mấy cái trận hay hay nhá. À, nhưng mà mấy cái trận hay hay ấy, thì mình không biết nói đâu, bởi vì là nó cái trận này nạp tiền rồi đấy. Trước hết ấy, xem bài của An Bu nhá. An Bu thì là có nhập hồn này, An Bu là chơi nhập hồn Mid Hero này. An Bu là đánh nhập hồn Mid Hero, có vài con bổ trợ như kiểu siêu thường lĩnh rồng, Link 3 Black, Link 2 Hỏa Ngục, Link búp bê. Và An Bu được đi trước thì khả năng sẽ là lên thế vuốt bóng tối nhá. Khả năng An Bu ấy sẽ chơi kiểu vuốt bóng tối này. Còn về bên hit hit Zed là chơi ES mid Blackpink, khả năng cao là vậy. Khả năng cao sẽ là ES mid Black. Trước hết thì bây giờ là có Hezo, Hezo thì nhập hồn nữa thì nó counter rất là mạnh. Khả năng cái trận này An Bu sẽ combo các bạn xem hero counter cực mạnh, vuốt bóng tối kết hợp với lại nhập hồn. Cái này thì nó sẽ là combo hải nữ trước để nó lấy bài các bạn. Cái này chắc là không còn quan trọng đâu. Nó sẽ combo để lấy bài ấy, tí nó sẽ đẻ ra là cái con nhập hồn kia kìa. Chủ yếu là vậy. Cái này còn lấy hand sáp lên counter nữa, cái pha này khó nhá. Cái trận này mà hit sen lật được thì đúng là đỉnh nha các bạn. Trước hết là nên con cung thần mệnh nhá. Xong bây giờ chuẩn bị combo này các bạn. Các bạn chuẩn bị thấy hero nhá. Chuẩn bị bóng dáng của con vuốt bóng tối lên sân này. Xong sẽ thấy con Destupia lên sân này. Xong nói chung là giờ nó có tí tí nó sẽ lấy cái con nhập hồn nữa cơ. Kẻ thống trị sẽ nên con Destupia nhá. Destupia vẫn chưa nên là nửa đây. À, nên cả cái con Plasma này nữa cơ. Vãi, cái pha này combo kinh lắm đấy các bạn ạ. Đây rồi nhá, Destupia sẽ búp tường cho vuốt bóng tối này. Xong bây giờ hình như là dung hợp tiếp luôn. Dung hợp đây nhá. Cái pha này này combo thì cái pha này counter có gì? Đây là An Bu sau khi kết thúc lượt nhá. Cung thần mệnh sẽ có effect là đâu rồi ta? Khi đối thủ triệu đặc biệt quái sẽ vô hiệu và phá hủy quái. Còn anh hùng Plasma có effect là gì? Khi có mặt cái gì nhỉ? Vô hiệu hóa tất cả effect của quái, vô hiệu effect của quái trên sân. Anh hùng Plasma nhá, vô hiệu hiệu quả quái của quái trên sân đối thủ nhá. Ví dụ quái trên sân đối thủ có effect chủ động ấy thì sẽ không dùng được với con Plasma trừ khi có tường. Còn con Glissata này này thì nó có effect là khi đối thủ triệu thường sẽ vô hiệu và phá hủy quái đấy. Còn con nhập hồn miệng con Hoa Li Ti là cấm đối thủ dùng phép bẫy của effect chủ động. Anh nhầm. Đối thủ không thể dùng phép bẫy có khả năng triệu hồi đặc biệt quái. Thêm con nhập hồn Mithras. Con Mithras thì mỗi lượt đối thủ chỉ có thể triệu đặc biệt một lần. Con vuốt bóng tối thì biết rồi đấy. Vuốt bóng tối rất nhiều effect. Khi đối thủ rút bài ấy, thì sẽ là loại bỏ ngẫu nhiên một lá trên tay. Còn khi đối thủ có bài vào mộ ấy, thì sẽ loại bỏ bài. Pha này kiểu đỉnh cao của counter rồi ấy. Rất nhiều effect counter nhá. Cung thần mệnh bắt một là bắt một quái này. Con này vô hiệu effect quái này. Con này bắt một triệu hồi thường này. Con này cấm dùng phép bẫy có effect triệu hồi quái này. Con này giới hạn triệu hồi này. Con này phá bài này. Xong con này còn ấy bản loại bài nữa cơ. Xong effect thì như là có Link 3 nữa cơ. Hình như nhớ không nhầm thì sẽ có không có Link 3. Link 3 như là dùng rồi đúng không? Hình như là không có Link 3 này. Đen thế nhở? Ô nick này mà không có Link 3 thì đen thế. À đây Link 3 là dùng rồi nhá. Và cái pha này này xem nhá, xem hit gem mình đặt được pha này đúng là đỉnh cao nhá. Trên tay hit gem chỉ có một con Elai và một con của Blackpink cùng cái lá tạm thời đình chiến là có thể dùng. Mà pha này mà win được ấy đúng là tài nhá. Loot được con Elai ấy thì bây giờ sẽ dùng combo đâm à? Xem sao bộ không xem được nhỉ? Sẽ dùng đâm để lấy bài, vuốt bóng tối nhá, nó sẽ loại bài này. Xong pha này mà lật được hơi khó đấy, đẩy được hai con này, đẩy cái con quan trọng là cái con vuốt bóng tối và cái con nhập hồn Mithras thì đã bị đẩy nhá. Vẫn nhưng mà vẫn còn cái thế counter, vẫn còn bốn con counter nữa cơ. Pha này mà lật được đúng là đỉnh cao đấy. Hút lút của hũ này, xong Sophia đẩy hai con nữa này, rồi ok chỉ còn hai con đấy nhá. Con này là vô hiệu effect, con này bắt triệu hồi thường, ok rồi đấy. Cái pha này là lút may ý. May mà pha này bốc được Sophia ấy nên là đẩy được tiếp rồi. Nhưng mà trên tay ý, bây giờ chỉ còn một cái lá môi trường và một con quái thôi. Môi trường ý thì sẽ lấy được cái lá bẫy, nhưng mà khả năng đối thủ sẽ có siêu Lamia nên lấy Artemirando sẽ gọi được con này. Pha này chắc là được rồi. Hai sưởng đánh counter 5 con 6 con triệu hồi 6 con counter vẫn đang xuất rồi. Blackpink nữa rồi. Cái này là effect cấm đào, effect cấm đào hình như là không tác dụng được vào con Blackpink kìa. Xong lên ca tụng đấm phát là win này. Đó, ok. Nói chung là ES cũng mạnh. Cái thế như vậy mà vẫn vẫn lật được ấy thì đúng là kiểu ES cũng mạnh các bạn ạ. Chứ kiểu counter bằng 6 con nên 6 con counter mà vẫn lật được ấy thì đúng là kiểu ES vẫn mạnh. Chứ không hề yếu tí nào.
Container funnel lần đầu ăn được 3 quy à? Ok. Nếu mà trước hết ấy, thì bây giờ Minh Quan là chơi có chơi Galaxy à? Minh Quan là chơi Galaxy hàng xịn đấy các bạn. Chắc là chơi Galaxy rồng. Cái này nghiêng về Galaxy hơn, khả năng cao là vậy. Cái này chắc là chơi Galaxy đấy, hoặc là rồng mix Galaxy. Còn bên kia là chơi Tam Quốc với nhập hồn thì nhưng mà Tam Quốc nhập hồn sao lại hoa đen nổ lộ cái gì đấy? Mình chưa chưa biết phân tích được cái trường hợp này. Trường hợp này thì nếu mà Minh Quan đi trước thì có khả năng là vẫn sống được. Còn nếu mà để Container Funny đi trước ấy thì Minh Quan mai sống. Đây nhá. Thì Minh Quan sẽ combo là chắc là chơi rồng rồi. Chắc là chơi rồng trắng nhưng mà fan để bài rồng trắng nọ nhỉ. Fan còn chết bài cơ. dùng dùng cái con tạm thời đình chiến thủ sân nhá. Fan này dụ Minh Quan dùng tạm thời đình chiến thủ sân. Trên tay không có hand trap. Còn đến lượt của Container Funny, cái pha này win rất là dễ rồi. Nhưng mà chỉ cần chơi tỉnh táo một tí là win nhá. Cái trận này chơi chắc là chơi tỉnh táo một tí là win này. Chấp bẫy có hũ tham vọng luôn. Có bài để combo rồi. Pha này khế ước lỗi này, đồng minh tôn lưu này, xả hử này. Cái pha này chắc là do Container lên Triệu Vân. Khả năng trận này thua ấy là do Container lên Triệu Vân các bạn. Ô cái pha này Container có cả Linh 4 Beo La nữa mà trận này mà thua thì đúng là kiểu nên Triệu Vân xong thua ngược ấy. Khả năng trận này là do nên Triệu Vân trong thua ngược nhá. Bởi vì con Triệu Vân bây giờ không được lên các bạn. Bây giờ turn 1 và turn 2 không được lên Triệu Vân ý. Còn nếu mà muốn win cái đây chắc là nên Triệu Vân. Ừ, nên Triệu Vân trong thua ngược rồi. Nên Triệu Vân nhá, xong bị con siêu thiên sứ Hỏa Ngục counter ấy. Thế là Triệu Vân đang sót thôi. Đấy. Sau khi gặp nên Triệu Vân ý thì nó sẽ không được combo nữa nhá. Nhưng mà cái pha này cũng khá là mạnh rồi, có con Tào Tháo thủ sân là ok rồi. Xong mấy con này đều có tường ý, mà pha này lật được ý thì khả năng là do con token này này. Pha này mà Minh Quan lật được ý, khả năng do con token này gánh nhá. Bởi vì sao? Bởi vì không nhầm thì bây giờ nó sẽ triệu hồi con token đúng không ta? Token nó gánh. Ừ đúng rồi, trận này do token gánh. Bởi vì sao? Bởi vì con token này này nó giúp cái công xưởng các áng kích hoạt. Chính cái con token vừa tạo ra ấy, tức là container ném token sang sân đối thủ ấy, lại là giúp đối thủ có bài để hy sinh ấy. Sau khi có bài hy sinh thì sẽ gọi được rồng trắng. Rồng trắng thì bây giờ sẽ đẻ trứng này, con này sẽ lên con siêu ngân hà. À siêu Long Vương, ừ khả năng sẽ là siêu Long Vương nhá. Bây giờ thì muốn win ý, muốn win dễ thì cứ siêu Long Vương thôi. Xong đó sẽ kích effect của siêu Long Vương tăng đam này, tăng tầm 5 6 k đam mà 6 k đam là căng rồi. Xong bây giờ đấm vào con này. Đấm vào con này. Đấm vào con này, Long Vương đỡ độ siêu Long Vương vãi trưởng. Bậc thầy OTK. Cái pha kia là do ăn siêu, cái trận này này là do ăn siêu siêu Hỏa Ngục và con siêu Long Vương Khánh nhá. Đấy, nay thì xem một số trận hai nay khá là kinh đấy. Thấy ấn tượng là cái trận counter. Cái trận counter như vậy mà vẫn lật được thì đúng là kiểu ES vẫn còn mạnh. Còn cái gì nhỉ? Cái trận siêu Triệu Vân ấy, nhầm siêu 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 Hỏa Ngục ấy thì nó cũng bình thường. Cái trận đấy thật ra là kiểu chơi cẩn thận một tí là win rồi. Này con này 50k nhá. Chỉ cần cầm con này khả năng win Tam Quốc rất là dễ. Con này như kiểu là giảm sức mạnh của Tam Quốc xuống tầm 70%. Ừ. Nếu mà có con này thì Tam Quốc giảm tầm 70% sức mạnh nhá. Theo mình đánh giá là thế thôi.